Lốc xoáy tấn công Quảng Châu, 5 người chết. Trận lốc xoáy mạnh quét qua thành phố Quảng Châu khiến ít nhất 5 người chết, 33 người bị thương và nhiều xưởng sản xuất bị hư hại. Trận lốc xoáy tấn công quận Bạch Vân của thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc vào chiều ngày 27 tháng 4. Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy bầu trời tối đen giữa ban ngày, nhiều ô tô bị hư hỏng và cây cối bị bật gốc trong trận lốc xoáy. 141 xưởng sản xuất bị hư hại sau trận lốc xoáy, song không ghi nhận nhà dân bị sập, theo Xinhua. Tính tới 22 giờ đêm qua, công tác tìm kiếm cứu nạn đã hoàn tất. Ít nhất 5 người chết, 33 người bị thương. Đánh giá sơ bộ cho thấy trận lốc xoáy đạt cấp 3 trong thang 5 cấp. Một trạm thời tiết cách nơi xảy ra lốc xoáy khoảng 2,7 km ghi nhận sức gió đạt 20,6 m/s. Lốc xoáy xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn tấn công miền Nam Trung Quốc, gây lũ lụt chết người và đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người. Tỉnh Quảng Đông, trung tâm kinh tế với 127 triệu dân, đã chứng kiến lũ lụt trên diện rộng, hơn 110.000 người phải di dời, theo truyền thông địa phương. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong đợt lũ lụt được đánh giá là tồi tệ nhất mà một số khu vực ở Quảng Đông gánh chịu từ những năm 1950. Lốc xoáy không phải là hiện tượng hiếm gặp ở Trung Quốc. Hồi tháng 9 năm ngoái, 10 người thiệt mạng sau khi lốc xoáy tấn công Tô Thiên, tỉnh Giang Tô, phía đông đất nước. Năm 2021, hai trận lốc xoáy tấn công Trung Quốc trong một ngày, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 8 người ở Vũ Hán. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.